Ngày 24 tháng 12, quân đội Israel công bố thông tin về một mạng lưới đường hầm tại miền Bắc Gaza. Đây cũng là nơi mà quân đội Israel đã tìm thấy thi thể của 5 con tin Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, mạng lưới đường hầm gồm 2 tầng, nằm sâu hàng chục mét dưới trại tị nạn Jabalia. Mạng lưới này gồm một lối đi dài dẫn đến phòng làm việc, phòng tắm và phòng được cho là nơi để chế tạo vũ khí. Mạng lưới này cũng được kết nối dẫn đến nơi ở của Ahmed Gando, một chỉ huy đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công của Hamas và Israel hôm 7 tháng 10. Ngoài ra, mạng lưới này còn đi qua bên dưới một trường học và một bệnh viện. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tìm thấy tại đây thi thể của 5 con tin Israel trước đó đã được xác định thiệt mạng, gồm 3 binh sĩ và hai dân thường. Hamas hôm 21 tháng 12 đã đăng tải video về ba người trong số 5 con tin này khi còn sống và cho biết họ đã thiệt mạng. Hamas từng cho biết một số con tin đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Hamas nhằm vào Gaza. Nhóm này cũng từng đe dọa sẽ hành quyết con tin.